Được, cũng xin chào anh em nha. Tiếp theo là mẫu cần câu là bỏ cấp xe nha anh em. Đó, em mới về ha. Thì mã của nó là cần bỏ cấp xe đi anh em cho dễ nha anh em. Đó, chứ mấy cây cần rút nè. Đó, nó là thiết kế là carbon. Đó, đọt của nó là 1 ly. Đó, đọt đặc ha. Thì mấy cây này chiên ra sinh ra để câu rô mè thôi anh em. Đó, rô mè. Đó, em có xe 2 xây 2m7 và xe 3m nha anh em. Cần thiết kế thì rút ra rất là thẳng nha anh em, rút ra rất là thẳng thớm ha, nó rất là thẳng nha. Nó xe 2m7 và xe 3m. Đó, anh em câu rô chơi mà bỏ cốp xe rồi đi du lịch hay là muốn bỏ cốp xe máy, xe Honda gì đó, anh em bỏ vừa luôn ha. Đó, độ dài con này coi nó khoảng 35 cm anh em, độ dài em nghĩ chắc nó khoảng 35 cm thôi nè, nó không dài lắm đâu. Đó, đó độ dài con này là khoảng 35 cm thôi anh em. Đó, nó khoảng 35 cm à. Đó, đây là cần câu bỏ cốp xe. Thì giá của xe 2m7 đó là 220, đó còn là xe 3m nó là 240 nha nè. 3m nó là 240 nha. Đó, đó xe 3m rồi đây, xe 3m đây. Đó, nó cần bỏ cốp xe nha anh em. Đó, anh em thấy đẹp chưa? Đó, rất đẹp nha. Đó, rất đẹp nha nè. Đó, nó có xe 2m7 và xe 3m nha. Đó, đây là cần bỏ cốp xe. Đó, rồi cả nhà mình thấy hợp lý á, mua được thì báo cho em nha. Đó, cần mini bỏ cốp xe. Đó, cho anh em chơi mình có nói chuyện để cho cha Quang Phim bán đồ kiếm đồ sữa uống. Rồi, tiếp theo nữa là em còn được mấy cây như 7 cây hắc long ngư 5m4 nha anh em. Chỉ còn một xây duy nhất thôi. Đó, mẫu này làm bán không về rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ hãng nó chưa về kịp. Đó, bây giờ em còn 7 cây á. Nên là tranh thủ là quay cho anh em xem, mà anh em nhanh tay thì chụp nha, không có chậm thì thôi nha. Đó, là còn 7 cây thì mẫu này là mua được tặng đọt luôn anh em. Đó, đây là cây hắc long ngư 8H anh em. Đó, hắc long ngư 8H. Đọt của con này là 2 ly 2 anh em. Nó đọt của nó là 2 ly 2. Mẫu này để nó săn hàng nha. Đại cá là 8 đến 10 kg. Đó. Phía trên phủ đầu lóng rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, quăng carbon phân nhuyễn. Đó, rất là xịn sò luôn cho anh em chơi ha. Đó, quăng carbon là quăng nhuyễn nha. Đó, rất là đẹp. Ở đây thì nó hơi không được bóng lón cho mấy anh em, nó do vận chuyển á. Đó, cho nên là càng rất là đẹp nha anh em. Thì những mẫu này em cũng đã thanh lý và sale hồi đầu tháng tới nay, cho nên là cũng còn mấy cây thôi. Cầm trên tay rất là chắc chắn nha anh em, rất là đầm nha. Đó, thì mẫu này là mẫu hắc long ngư 8H, cho nên là anh em mà mua về câu săn hàng là ok nha anh em. Đó, khi mua hãng được tặng kèm một ngọn một phần nữa cho anh em nha, là anh em được tới 2 ngọn nha. Đó, được tặng kèm một đọt nữa là anh em được 2 đọt ha, rất là đẹp nha anh em. Thì giá của cây này lúc trước là 550 anh em giảm còn là 401 nha. Khi mua được tặng thêm một ngọn và một cái nhẫn chặn cằn anh em. Đó, nhẫn chặn cằn. Đó, mã của nó là hắc long ngư, màu của nó là màu đen tím nhẹ anh em, màu đen tím nhẹ rất đẹp chứ. Đó, cây là cây hắc long ngư. Đó, mã nó sân hàng. Đó, cho nên là anh em xài rất là ok nha. Đó, thì còn được 7 cây cho nên là anh em nhanh tay lên ha. Đó, đây là hắc long ngư 8H nha, còn được 7 cây. Đó, 7 cây nha anh em. Cân nặng của nó là 311 g nha anh em. Đó, nó cân nặng của nó là 311 g. Nó có rãnh ABS và sơn phủ đồ lóng hết cho mình ha. Nó nặng là 311 g, xe 5m4 nha anh em. Đó, xe 5m4 nha, nặng được 311 g. Tự nhiên cái máy mở lâu mở lâu là nó căng là được. Đó là 311 g nha anh em. Đó, xe 5m4 nha, là 8H nha anh em. Còn đúng xe 5m4 thôi, không có xe khác nha. Anh em đừng có gọi em hỏi kiếm xe khác mất công. Đó, còn xe 5m4 thôi nha. Còn bữa nào về đủ size thì em làm clip khác. Còn bây giờ còn như đó thì em làm đó. Rồi, tiếp theo là mẫu Shimano. Đó, mẫu này là em còn như 4 cây xe 6m3. Đó, thấy ghê chưa, đẹp ghê chưa anh em. Đó, mẫu này thì nó cần này nó không có tặng đọt cho anh em. Đó, hãng không có tặng đọt. Cũng là của nó là 8H nha anh em. Đó, ngọn của nó là cũng là 2 ly 2 ly 4.
ngọn của con này là 2.4 nha anh em, đó ngọn nó là 2.4 đó, sơn phủ đầu lóng rất là đẹp nha, đó sơn phủ đầu lóng rất là đẹp nha, Shimano 8H nha, đó carbon quăng caro, đó quăng caro đẹp lắm, quăng caro kiểu 3D đó anh em, nó rất là đẹp nha, đó sơn phủ đầu lóng nè, đó anh em thấy chưa, đó là sơn phủ đầu lóng rất là đẹp nha, đó mồ hôi mình chạm vô nè, đó sơn phủ đầu lóng rất đẹp luôn. Thì đây là cái Shimano 8H nha, nên tải cá từ 6 đến 8 cân nha cả nhà. Đó, cá to hơn tùy theo kinh nghiệm và độ dìu của anh em ha. Đó, kinh nghiệm và độ dìu của anh em ha. Đây là còn size 6m3, một size duy nhất thôi. Anh em mình cứ kiếm size khác em không có nha. Đó, còn size 6m3 là còn vài cây nha anh em, còn 4 cây thôi. Đó. Giá để cho anh em đó là 470.000 nha anh em. Đó, 470.000. Cái Shimano nha anh em. Đó, lúc trước làm bán như 500 mấy á. Đó. 470.000. Thôi, tính 450 luôn đi. Đó. Giảm cho anh em còn 450 nha, anh em nhanh tay lên nha. Đó. 450, mã của nó là Shimano 8H 6.3, 450 một cây 6.3 nha anh em. Đó thì hai cây thì em bao ship, một cây thì phí ship 30 nha anh em ơi. Đó. Siêu sale luôn, sale đã sale rồi thì sale tiếp luôn anh em. Nó 450 cho dễ. Đó. Rồi tiếp theo nữa là mẫu cần mặt nước 5H nha anh em. Đó 5H nè. Em gì là 3 xây 5m4 thì 4m5 và 6m3 nha anh em. Đó. 5H. Thì khi anh em mua cần đợt này thì em sẽ tặng cho anh em một cái đọt đặc 6H nha anh em. Đó. Mẫu cần 5H nhưng mà được tặng kèm một cái đọt đặc 6H nha. Đó. Đọt đặc nha anh em. Đó. 5H nhưng mà đợt này anh em mua em sẽ tặng cho anh em một cái đọt đặc là 6H nha. Đó, thấy anh em thấy đẹp chưa chưa? Đó. Carbon, sơn phủ đầu lóng. Đó, rất là đẹp nha. Phía dưới là có rảnh ABS đầu nha anh em. Đó. Ngọn con này là 1.4 nha anh em ơi, ngọn 1.4. Được tặng một cái ngọn đọt đặc nha anh em. Nó được tặng một cái ngọn đọt đặc ha. Cần thì ngọn bọng nhưng mà tặng là tặng ngọt đọt đặc nha. Đó. Cây là cây mực nước nha anh em, mẫu này mẫu mực nước đời đầu nè. Đó phía dưới là gảnh ABS anh em thấy nè, nó phía dưới là gảnh ABS cho mình ha, rất là đẹp nha anh em, đó thật rất là đẹp nha. Đây là tem hàng chính hãng của hãng nha, nó tem là hàng chính hãng của hãng nha. Đó, đó giá sale thanh lý cho anh em ha, đó 220.000 xây 3m6 nha anh em, đó 220.000 xây 3m6 nha, đó xây 3m6 là 220.000, đó xây 4m5 là 250, xe 5m4 là 280 nha anh em. Đó. 5m4 là 280 nha. 138g cho xe 3m6 nha anh em, giá chỉ 220.000 thôi. Nó được tặng thêm một cái đọt đặc 6H nữa, nó mua 5H mà tặng thêm cái đọt đặc 6H nữa, anh em thấy uy tín chưa? Đó. Rồi, em sẽ căng tiếp cho anh em nè. Căng tiếp cho anh em xe 4m5 nha. Hai trăm gram xây 4m5 nha anh em, đó 200g xây 4m5, đó giá là chỉ 250 thôi, trời ơi nó rẻ, anh em cầm đâu mua cần thu ngắn 1m1m2 mà giá 200 mấy anh em, đó chỉ có em được bán thôi, đó mà khi nhận hàng anh em kiểm hàng không đúng như video anh em trả hàng cho em, đó được chưa, đó càng thì đẹp không tuyệt vết luôn, đó rồi xây 5m4 đây anh em ơi, 5m4 265k anh em, quên 265g. 265g, nó giá là 280.000. Đó. Cân nặng 265g nha anh em. Đó, đây nè anh em coi nè, sơn phủ đầu lóng nè, rất đẹp nha anh em. Đó. Anh em thấy chưa? Rất đẹp luôn. Đó, rút ra như thôi, băng carbon nha. Đó, ngọn 5H 1.4 nha anh em. Đó. Được sơn phủ theo kiểu săn hàng nha. Đó. Tặng kèm một đọt đặc nha, đọt đặc 6H nha anh em. Cần 5H tặng kèm đọt đặc 6H đó. Phía dưới là gảnh ABS đó, tải cá là 6 đến 7 cân ha, tùy theo người có kinh nghiệm thì bắt cá hơi nhiều hơn nha anh em, tải tỉnh thì 2 cân nha, 2 cân rưỡi tùy theo xây dài ngắn nha. Đó, gảnh ABS phía dưới nè anh em, anh em coi nè, nó đẹp chưa, đây là mẫu mực nước đời đầu nha anh em, anh em mã của nó là mực nước thanh lý nha anh em, đó. Thanh lý đọc tặng đọc đặc 6H nha, anh em nhớ giùm cho em nha. Tại vì lúc trước em quay chỉ tặng luôn cái ngọn của nó là 5H kèm theo là ngọn bọng. Bây giờ lúc sau là làm tặng ngọn đặc nha anh em. Đó. Anh em mua hàng nhớ giùm em cái đó nha anh em. Mã của nó là cần mực nước 5H tặng ngọn đặc 6H nha anh em. Anh em gọi alo cho em á qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề á.
thì anh em cứ alo cho em qua số điện thoại đó nha. Đó, mình ghi vô đó để cho anh em gọi cho nó dễ. Đó là số điện thoại em để trong tiêu đề anh em. Anh em có gì anh em alo cho em. Đó, trong số điện thoại đó giùm em nha. Đó, số mà em làm ăn là chỉ một số duy nhất thôi anh em, 0963890470. Nó em có liên hệ một số một nó cho nó dễ, em không có xài hai số để lưu bu cho khi anh em liên hệ á. Nó hơi lưu bu ha. Đó. Cần mực nước 5H tặng kèm đọt đặc 6H. Giá chỉ 220.000 một cây, xe 3m6, 4m5 là 250, 5m4 là 208, phí vận chuyển là 30k toàn quốc nha anh em. Đó. Tiếp theo là em về phao đài cảm biến nha anh em, 60k một cây nha. Đó. 60k một cây nha anh em. Đó, tải trị 1g đến 2g nha. 2,8g nè. Đó, tùy theo loại nha anh em. Đó. 1g mấy, 2g mấy, phao cảm biến nha anh em. Nhúng cái là nó đổi màu nha anh em. Đó là phao đài cảm biến ha. Đó. Rồi tiếp theo đó là phao chiên phi nha. Đó. Chiên phi. Đó, phao này là phao chiên phi mẹ. À, là cái tâm phao anh em. Đó, gọn. Đó, gọn gọn với cái bầu phao nó gọn nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha. Mã cái đó là phao chiên phi nha anh em. Rồi nãy giờ tê chân luôn em ơi. Mập quá rồi, rồi tê chân luôn. Đó là phao chiên phi nha. Đó. Anh em mua hàng không có xem nha, 70k một cây nha, cần phao căng phao rất là đẹp nha anh em. Đó, coi chân nè, đó. Chân được sơn ra, phao này là phao nano. Đó, được sơn là ba màu nha. Đó, phao này tâm nó cũng to vừa cho nên anh em dễ nhìn ha. Không có nhỏ quá nha anh em. Đó. Chiên phi nha. Rồi, hổ đấu. Hổ đấu chiên phi chép tự căng nha anh em. Dòng này là dòng tự căng nha, 80k một cây nha anh em. Đó. Dòng này là dòng hổ đấu tự căng ha. Đó. Tem hàng chính hãng nha anh em. Đó, tem hàng chính hãng nha. Nó hổ đấu tự căng nha. Đó. Giá 80.000 một cây. Đó. Thì em có xây tâm dài và tâm ngắn nè, tùy theo mắt cho anh em ha. Đó, dòng 9 nắp với dòng 12 nắp á. Đó. Đó, 9 tới 12. Đó cho bây giờ nào xem ha. Đó, phao hổ đấu nha, hổ đấu tự căng nha anh em. Đó, dòng này thì năng chì nhỏ anh em ơi, này chỗ chừng quên cái này đó, nó không xài chì, xin lỗi anh em nha. Nào này tự căng không có xài chì nha anh em, xin lỗi anh em nha. Đây là hổ đấu tự căng. Dạ dạ. Rồi xin lỗi anh em nha. Giá là 80.000 một cây. Đây cũng hổ đấu tự căng luôn, mà dòng này cho anh em săn hàng thì cái bầu phao của nó bự hơn, với cái tâm của nó to hơn. Cho những anh em mà những sư phụ đó mắt kém lớn tuổi á, mắt kém nữa vì nhìn nó sẽ rõ hơn nha. Đó, giá 80k một cây nha anh em. Đó là phao hổ đấu tự căng ha. Đó, đây là hổ đấu tự căng nha anh em. Đó, rất đẹp nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa, một mẫu bầu nè, ăn chì to hơn một xíu, 1,5g nha anh em. Nó 1,5g, 1,7g, 1,5g nè. Đó, nó xài cỡ đó nha anh em. Đó. Đó. Thì dòng này giá của nó là cũng là 80.000 luôn anh em. Nói chung hổ đấu đồng giá là 80 nha anh em. Cho nên anh em yên tâm chơi nha. Đó. Rất là nhiều phao anh em. Đó. Phao rất là đẹp nha. Đó. Rồi anh em nhanh tay lên nha, nhanh tay thì còn mà chậm tay hết nha anh em ơi. Đó. Phao đài có đồ. Nó về rất là nhiều. Đó, cả nhà xem chi tiết gì đó cứ gọi cho em trực tiếp cho em nha. Khi mua hàng thì nhớ anh em mua nhiều quá thì anh em cũng uy tín như em thôi, chứ đâu có đâu em đâu có không có nhận cọc như gì hết, để tránh tình trạng lừa đảo nha anh em. Đó, mình mua hàng á thời buổi giờ đó, mua hàng mình uy tín hết. Em thấy em bán hàng thì nói chung là không phải gì, nhưng mà bơm hàng này biết là cũng có người bơm hàng đó anh em. Đó, nhưng mà đa số là anh em uy tín là nhiều anh em. Đó, tỷ lệ bơm hàng cũng có nè, nó có khách đặt là cũng có một hai đơn bơm gì đó nè. Đó, ba thằng câu thơm, năm thằng thơ đó. Thì mấy gia đình nó bận không có nhận được hay là lu bu buôn chuyện gì đó em. Kẹt tiền gì đó. Dạ dạ, vậy thì trả giờ cho em chứ đừng có chơi mà gọi không nghe máy tôi nghiệp em. Nó có gì thì cứ alo giùm em mà anh bận buôn chuyện hay là gì đó thì em vẫn vui vẻ anh em, chứ để ship đi ship về anh em tốn mấy chục ngàn tiền phí ship. Rồi về có khi ống nước nó bị hư nữa anh em. Cái ống nước có bị hư bị hỏng nữa, bị hư ống nước nữa, tội nghiệp cho em ha.
em quên để cho nó đúng xây đó. Rồi anh em mua hàng ha, nhớ liên hệ giùm em qua số điện thoại là 0963 890 470, một số duy nhất nha. Em được xin cảm ơn cả nhà, xin cảm ơn em rất là nhiều nha. Xin chào cả nhà nha.